Ok, vô nha. Ok. Để em vô vô phòng này thế không? Đây là cái là tổ mì. Ok. Rồi, ra đầu tiên sẽ là lực bạc. Sẽ tập trung bắn nha, trận này mình sẽ ít nói lại. Bởi vì đây là một đối thủ đáng gờm đấy. Nhanh thế. Ui, một viên đầu rồi. Hay hay hay. Ra đầu tiên Culi thắng rồi anh em ơi. Nó bắn nhanh quá. Culi nhanh thế. Ui, một viên đầu rồi. Hay hay hay. Ra đầu tiên Culi thắng rồi anh em ơi. Nó bắn nhanh quá. Ô, tôi bị cứng nút anh em ạ, kiểu lâu mấy ngày không chơi nó bị cứng tay ấy. Uầy, hay. Hay đấy. Đúng anh ơi luôn. À, lấy lửa chạy mà Dũng, thoải mái đi. Hay, ba đều. Đó, mấy cái trận nó phải căng thẳng như vậy chứ. Kẹt rồi, à, lấy lửa chạy mà Dũng, thoải mái đi. Em không mang nước chạy. À, anh không cần phải hồi máu. Hai, ba đều. Đó, mấy cái trận nó phải căng thẳng như vậy chứ. Uli sẽ sợ cái chiêu này của mình. Ôi, ghê đấy. Cái này bị Uli sẽ sợ cái chiêu này của mình. Ôi, ghê đấy. 4-3 rồi. Bị cứng đúng không? Không. Uli, Uli đây. What? Đấy, chứng tỏ là Uli đã bắn con sót hay anh em ạ. Thật sự luôn. Chạy đâu Uli? Nhưng thường nó sẽ là chơi bắn bờ lông hết đó rồi. Đúng rồi. Uầy. Bắn là nước ngoài người ta còn phải lẻ luôn ấy. Chạy đâu Uli? Uầy. Vào cửa sổ, vào cửa sổ đi, vào cửa sổ đi. Ok, 6 đều rồi. Lâu lắm không bắn rồi đấy. Vào cửa sổ, vào cửa sổ đi, vào cửa sổ đi. Em gọi em vào rồi. Em cũng muốn bắn đấy. Ok, 6 đều rồi. À đâu, 65 rồi, 65 rồi. Ủa, 6 điểm chứ? 65. Anh một kill bắn vào đầu, xong là bắn vào người ấy. Sửa cái dép. Rồi. Ui, thế là Culi thắng rồi em ạ. À. Hay đấy. Nó mới bắn là bắn ghê ấy. Bắn ghê ấy. Ok, thì đây chỉ là trận giao lưu vui vẻ thôi nha anh em. Thì OneShot thì lì anh Đức Mổn, còn bán Tiểu Liên thì mình thua nha. Thì mọi người đừng quên cho mình xin một like và một lượt đăng ký kênh ủng hộ Lì với nha. Ok, bye bye mọi người và hẹn gặp lại anh em với các video lần sau.